Ui thôi chết rồi. Xong. Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình đang có mặt tại Starbucks Coffee, là cái quán sinh bạc cafe ở Đài Loan. Hôm nay sẽ hai anh em mình với lão bản sẽ vào đây uống nước xem như thế nào. Ok. Đi thôi. Em thấy có một cái. À từ quay à, quay luôn quay. Quay anh vào á? Ừ. Quay không? Quay đi. Thế thì em đang quay cái này của em này, quay hai cảnh à? thôi tí nữa em quay cho anh đoạn sau nhé. Rồi anh hai em cứ đi vào đã. Em quay anh nghiêng. Vào đây xem nó có cái gì. Làm hai cái cốc trên. Không. Tha ePay na cả của ePay na cả sự y à? Mẹ ở chú biên tê tê tê. ePay. Nó bình đại như vậy. Bình đại. Sang bên khơi chưa mà? Khơi à? À. Yao tấn nỉ mà hay sư nỉ mình băng ở băng hả? Hả? Nó cơ ta ta liang bay ta ta để em gì để đi để các cái bánh mì hả? Tốt sao? 365. 365. Đấy. Anh có tiền không? Thêm một ít đi. Thôi đấy, tiền này. 360. Không nhưng phải quay tiền gì. Cốc nước này. Đây ngồi luôn. Anh quay luôn không? Ừ, thấy sao anh? Đấy, có cái này thì anh biết là cái gì đấy. Kem. Chà. Cái này hay thế này. Lấy thử cái này đi. Hảo lắm á. Hảo lắm. Thôi chết rồi. Xong. Em đưa xuống cho nó 1.000 mà nó không lấy. Mình em bảo là em làm đỏ. Em làm đỏ xong là để em gửi tiền nó biết là mình đánh đỏ, nó nghe tiếng sao như nào ấy. Thế nó lại làm lại hai cốc y hệt. Mình bê đây là mình ấy. Sao họ to thế ta? Anh. Hả? Em không biết, mình ngại quá. Thì không sao. Thôi không, em cầm đi. Cầm. Thì họ tôi lại tôi cầm gì nữa. Không thì lỗ tai mình có sao đâu. Anh cầm đi. Anh cầm đi. Cầm gì nữa này, tiền đấy cả rồi mà. Để, thế là nó cho hai cái này với mình lấy trả biết nó cái gì. Ủa là đưa cho mấy cái ống. Cái nào của anh, cái nào của em. Cái này chụp ảnh ra này. Đấy. Bảo là họ không lấy tiền. Không lấy tiền. Mình đánh đỏ thế này mất ấy nữa. Cái họ học.
anh. Đây, giới thiệu mọi người hai cốc này với đánh đổ một phát mà người ta lại ấy cho một cái bộ đôi khác, không mất tiền, ngại quá, vậy bê đổ. Và tất cả mọi người, cái này của anh là cái gì? Mấy khi được đi sang đây ngồi uống nước thì đầu là từ năm ngoái giờ sang bên này ngồi uống nước là cũng đúng lần là lần đầu tiên đi ngồi uống nước, cũng biết quán cà phê ngồi uống nước. Ghi vào hai cái này là 300 bao nhiêu nhỉ? 300 350 à? Ý nữa là em quay lại video bên này nhé. Vâng, anh đẹp hơn đấy. Bọn bên này nó thấy cái đầu anh có cái video đấy. Thế này để tí em chụp lại. Để này sang bên này chụp ảnh được. Đây là bên trong của quán. Xuống ngõ đây, trong này nhà vệ sinh, cái trong này nhà vệ sinh, và mình nhìn ra trước mình gửi tiền. Cái này nè, em để một cốc. Em gửi riêng nhạc mà riêng nhạc với anh em hát đó. Vâng. Nhưng mà cái bài Trung Quốc ấy. Anh thích nhạc Trung ấy. Ừ, thích nhạc Trung mà cái bài. Cái này có phải đây này, cái này là đường này. Đường này. Cái bài quê dân nhiều đấy. Cho vào đây. Ừ, hồi nãy em quay, anh rồi quay luôn cái khung cảnh đó nhá. Vâng. Bắt này hạt cà phê.
chai bạc. Nên tiếng Trung gọi sinh ma khưa. Ok, cảm ơn anh. Ăn đường. Nước của em hơi đắng. Không, không thích cái gì đang trái à? Cả, cứ quay đi em về em gấp em gửi anh cũng đăng thôi. Đây mà cái em về em cứ quay lần thứ nhất. Cái nhạc mà em cái bài này em ghép làm sao cho nó hát hết bài như em ghép trước ấy. Vâng. Làm sao chưa? Cái toàn nước của anh là cái nước gì? Em cam vào ông hút của em đấy. Này. Chua chát chát đi. Chà, của em cà phê. Vậy đấy, thì phải cà phê đây. Chua chát chát đi, đúng không? Em lại uống cà phê, tối lại không ngủ được chết. Tự nhiên, tôi đã đang lên đây, người ta lại uống rồi. Một đoạn này. Đấy, về trong coffee Starbucks này. Bây giờ thì đi về. Rồi ở trong quán ra. Đấy, thì mình sẽ kết thúc cái video đây. Vì là video ngắn mà hôm nay vụng quá bạn. Đấy, làm không đậu quá, phải quay đấy là. Tất cả thôi, mình sẽ kết thúc cái video đây. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Tạm biệt. Bye bye. Bye bye.